Thầy chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức CFP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta sang giảng thứ hai để chứng minh hai đường thẳng vuông góc. Cụ thể là phương pháp chứng minh đường thẳng B vuông góc với đường thẳng A. Đây là đường thẳng B các em. Phương pháp chứng minh thứ nhất này, cách 1 này, các em xem cái hình này. Chúng ta chọn một mặt phẳng alpha chứa đường thẳng A hay là song song với đường thẳng A cũng được. Tức là theo định lý 1 và định lý 5 được các em. Sau đó chúng ta chứng minh đường thẳng B vuông góc với mặt phẳng alpha. Từ đó chúng ta suy ra là đường thẳng B sẽ vuông góc với đường thẳng A. Như vậy trong cách chứng minh này chúng ta sử dụng cái dấu hiệu nhận biết đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Mà trong mặt phẳng đó chứa một cái đường thẳng. Thì cái đường thẳng B đó nó sẽ vuông góc với đường thẳng nằm trong mặt phẳng. Cách thứ hai là chúng ta sử dụng định lý 5. Tức là nếu cái đường thẳng A song song với mặt phẳng alpha. Mà cái đường thẳng B nó vuông góc với alpha thì nó sẽ vuông góc với đường thẳng A. Cho nên các em nhìn hình vẽ để các em biết nhé. Cách thứ hai là chúng ta dùng định lý ba đường vuông góc đấy các em. Đường thẳng B nằm trong mặt phẳng alpha. Nếu đường thẳng A mà có hình chiếu là đường thẳng A phẩy, thì đường thẳng B mà vuông góc với hình chiếu A phẩy thì sẽ vuông góc với đường sin A. Cho nên cách làm như sau. Chúng ta chỉ ra trên mặt phẳng alpha chứa đường thẳng B và chứa A phẩy là hình chiếu của A. Các em nhìn hình vẽ đây. Hình vẽ thứ hai đó. Sau đó chúng ta chứng minh B vuông góc với A phẩy, tức là vuông góc với hình chiếu. Thì chúng ta sẽ suy ra B vuông góc với A là đường sin. Như vậy là chúng ta chứng minh xong. Cách thứ ba là chúng ta nhờ vào quan hệ, mối quan hệ vuông góc giữa vuông góc và song song giữa đường và mặt. Các em xem hình thứ ba. Chúng ta chứng minh B này nó song song với D. Mà cái đường thẳng D vuông góc với mặt phẳng alpha chứa đường thẳng A. Thì chúng ta cũng suy ra B vuông góc với đường thẳng A. Cách thứ tư là chúng ta dựa vào cái mối quan hệ song song của hai mặt phẳng và vuông góc của đường thẳng. Nếu chúng ta chứng minh B này nó vuông góc với mặt phẳng beta, mà mặt phẳng beta nó song song với mặt phẳng alpha, mà trên mặt phẳng alpha này chứa đường thẳng A, thì cái đường thẳng B cũng vuông góc với đường thẳng A. Các em quan sát. Như vậy là thầy sẽ đăng cái này trên hai cái mạng xã hội. Đó là thứ nhất là thầy đăng lên YouTube của thầy này. Rồi thầy đăng lên TikTok. Rồi đăng lên Zalo. Đăng lên Facebook. Thì các em nhìn hình vẽ để các em hình dung là bốn cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc. Thì thầy không nêu cái nội dung. Thầy chỉ nêu hình ảnh để các em hiểu cái cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng là hai đường thẳng vuông góc nếu góc giữa chúng là bằng 90 độ, thì cái cách này chúng ta cũng có khi cũng phải dùng đến em ạ. Thế thì hôm nay thầy sẽ giải cho em một số dạng bài tập này. Nó cũng tương đồng với bài tập sách giáo khoa thôi, nhưng mà nó đi theo từng dạng một, từng kiểu một, cho nên là nó giúp cho các em nắm vững cái kiến thức cơ bản sâu sắc hơn một tí. Chỉ có mục đích như vậy thôi các em. Bây giờ chúng ta sang bài tập thứ nhất, bài tập thứ tư đó các em. Cho tứ diện ABCD có bốn cạnh bằng nhau các em. AB này bằng AC này bằng DB bằng DC. Tứ diện có 6 cạnh. Mà bây giờ có bốn cạnh nó bằng nhau. Thôi bây giờ mình sẽ vẽ cái tứ diện như thế này các em. Cách vẽ như sau. Các em vẽ cho thầy hai cái tam giác có chung cạnh là gì các em? Có chung cạnh BC. Bởi vì sao lại có chung cạnh BC? Là bởi vì người ta cho thế này. AB này thì bằng AC này. Rồi DB này bằng DC. Như vậy các em nhìn cái chữ cuối này của cả cái đoạn thẳng các em này. Chỉ có BC thôi. Thì các em vẽ hai tam giác chung cái cạnh BC.
sau đó các em nối lại thôi, các em được một cái tự diện như vậy. Bây giờ tiếp tục này, ta gọi EG lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và AD, thì chúng ta lấy EG là trung điểm, EG là trung điểm có bốn cạnh bằng nhau đó, thầy chỉ điền bốn cạnh bằng nhau EG trung điểm. Bây giờ câu thứ nhất là chứng minh EG vuông góc với BC. Trong quá trình chứng minh quan hệ vuông góc có nhiều cách chứng minh làm các em. Chứng minh trực tiếp EG vuông góc với BC. Bây giờ chúng ta đi đặt vấn đề chứng minh như thế nào? EG vuông góc BC. Thì trước hết thầy vẽ thêm một tỷ hình nữa. Đó, thầy nối nó lại. Thì các em muốn chứng minh EG vuông góc với BC. Như vậy là chứng minh đường vuông góc với đường, đúng không? Để chứng minh đường vuông góc với đường thì thông thường chúng ta sẽ sử dụng cái định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Thì cái đường thẳng đó vuông góc với mọi đường trong mặt. Bây giờ chúng ta tìm cách để chứng minh. Bây giờ các em quan sát này. Thì hỏi các em là AI có vuông góc với BC không? Tam giác ABC là tam giác cân tay A, và Y là trung điểm. Vậy thì AI là đường cao cho nên nó vuông góc, đúng không? Vuông góc. Bây giờ tương tự như vậy thì các em thấy tam giác này BDC cũng là tam giác cân tay D, mà Y là trung điểm, cho nên DI cũng là đường cao, đúng không? Cho nên nó vuông góc. Từ đây các em suy được điều gì cả? Để các em suy được điều gì nhỉ? Từ đây các em thấy BC này là vuông góc về hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng này này. Đó là mặt phẳng AID. Cho nên nó vuông góc về mặt phẳng AID. Mà vuông góc về mặt phẳng AID ID thì nó chắc chắn vuông góc với EG rồi, đúng không? Như vậy là chúng ta đã làm được ý thứ nhất. Thì tôi mau cái mặt phẳng này để các em thấy. Bây giờ thầy xoay hình trong không gian để các em quan sát. Chứng minh đường vuông góc với đường. Chúng ta chứng minh trực tiếp khó thì chúng ta sẽ sử dụng chứng minh đường vuông góc với mặt. Các em thấy không? Chúng ta nhìn trên nhìn xuống này. Thấy này. Đường vuông góc với mặt, thấy không? Chúng ta nhìn nghiêng lại này. Các em thấy câu thứ hai nó thể hiện rõ là chứng minh EG vuông góc với AD. Các em thấy EG nó vuông góc với AD này. Các em nhìn để nó quay qua một tí là các em thấy có vuông này. Đây có vuông này. Đấy, EG vuông góc AD. Các em tưởng tượng nhá. Chúng ta để lại cái vị trí này. Để vị trí nào cũng được các em. Ta quay lại cái vị trí lúc nãy chúng ta dừng, ta vẽ à, vị trí đó. Bây giờ chứng minh câu thứ nhất cái đã các em, ta có AB bằng AC, cho nên suy ra tam giác ABC là tam giác cân tay A, mà Y là trung điểm của BC, cho nên AI vuông góc với BC, tức là đường cao của tam giác đó các em. Mệnh đề thứ nhất, chúng ta có DB thì bằng DC. Từ đó suy ra cái tam giác DBC này là tam giác cân tại D. Mà Y cũng là trung điểm của BC. Cho nên suy ra là AD nó vuông góc với BC. Mệnh đề thứ hai, từ 1 và 2 thì các em được điều gì các em? Suy ra BC vuông góc với mặt phẳng AD, mặt phẳng thầy tô màu đó. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra, chúng ta nói thêm một tí nữa, đó là EG, nó nằm trong mặt phẳng AID, cho nó chặt chẽ. Từ đó suy ra là BC vuông góc với EG hay là EG vuông góc BC đều bình đẳng, có tính đối xứng, quan hệ vuông góc có tính đối xứng. Bây giờ chúng ta sang câu B là chứng minh EG vuông góc với AD. Theo các em chứng minh như thế nào? Chứng minh như lúc nãy được không? Được. Nhưng chúng ta chứng minh kiểu khác để cho nó đơn giản. Các
các em thấy hai cái tam giác ABC và tam giác DBC nó có bằng nhau này, hai tam giác cân bằng nhau, cạnh cạnh cạnh, cho nên hai đường cao tương ứng nó bằng nhau các em này. Cái tam giác AID là tam giác cân thầy y, mà ri là trung điểm thì y ri đường cao nó cũng gặp. Như vậy là chỗ này chúng ta dùng tính chất đường cao của tam giác cân đúng không? Đường cao tam giác cân vẽ theo đỉnh thì bao giờ cũng đi qua trung điểm của cạnh đáy cả và ngược lại. Ta có tam giác ABC, tam giác sau đó bằng tam giác DBC là tam giác trước theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Cho nên chúng ta suy ra hai cái đường cao tương ứng, hai đường cao tương ứng là AI, IA bằng ID. Mà cái tam giác AID này là tam giác cân, bởi vì IA bằng ID là tam giác cân mà cân tại Y, mà là có ri là trung điểm của AD. Cho nên chúng ta suy ra là YG vuông góc với AD. Như vậy là chúng ta kết thúc. Chúng ta điền ký hiệu một tí nha. Rồi bây giờ thầy xoay hình này, các em quan sát lại một lần nữa này. Cái những cái dạng toán này là nó liên quan với những cái bài toán khó sau này này các em. Cho nên thầy sửa để các em hiểu. Bài này liên quan đến những bài toán rất khó sau này. Nếu các em làm xong bài này, các em nhớ thì những cái bài toán khó sau này các em làm rất đơn giản. Thầy dừng hình lại vị trí này cũng được. Rồi, chúng ta làm xong câu AB của bài 4. Bây giờ chúng ta sang cái bài tiếp theo. Bài 5. Cho tự nhiên đều ABCD. Tự nhiên đều các em biết rồi đúng không? Tự nhiên đều là tự nhiên mà có sáu cạnh đều bằng nhau đó, bằng A. Tức là bốn mặt của nó đều là tam giác đều, có cạnh bằng nhau. Bây giờ chúng ta vẽ đã. Cách vẽ thì thầy hướng dẫn các em này. Đúng ra là các em vẽ thế này, thầy vẽ xong rồi thầy nói với các em vẽ thì đầu tiên là các em vẽ cái tam giác là ABD. Các em vẽ hai cái đường cao BG và DI cắt nhau tại đây các em này. Nó cắt nhau tại rễ đó. Từ rễ các em cứ dừng một cái đường song song với lề giấy. Sau đó các em nối lại là xong. Thầy vẽ cho các em quen rồi. Bây giờ thầy vẽ nhanh như vậy để chúng ta hình thành một cái kỹ năng để chúng ta làm bài tập. Như vậy vẽ hình xong là các em lưu ý nữa. Bây giờ thầy xoay hình cho các em quan sát thì nữa. Mặt nào cũng tam giác đều các em. Các em nhìn lên xuống là tam giác đáy đều nữa các em. Các em thấy tam giác đáy đều không? Thầy nghiêng có lệch chút. Nhưng mà khi chúng ta vẽ trong không gian thì cái tam giác đều trở thành một tam giác thường nữa các em đấy. Các em thấy cả góc độ có bằng nhau đâu. Nhưng mà trong không gian thì các em hiểu như thế. Bởi vì phải chiếu song song, không bảo toàn độ lớn của góc đúng không? Chỉ bảo toàn cái tỷ số khoảng cách giữa các cái đoạn thẳng song song hoặc cùng nằm trên một đường thẳng. Thầy để vị trí hình đó để cho các em dễ thấy. Bây giờ câu thứ nhất là chứng minh các cặp cạnh đối diện của tự nhiên này vuông góc. Có nghĩa là các em chứng minh cặp này này là vuông góc này. Cặp thứ hai là AD này thì vuông góc với BC này. Cặp thứ ba là AC này thì vuông góc với BD. Thì bây giờ thầy gọi YK lần lượt là trung điểm của cả cái cạnh như trên hình vẽ đó. Thì cách chứng minh cái bài này cũng ngày tương tự như cái bài số 4 của các em. Tương tự như bài số 4 thôi. Bây giờ chúng ta đi chứng minh. Đầu tiên thì gọi YK lần lượt là trung điểm của các cạnh. Như các em thấy ở trên màn hình đó. Y là trung điểm của BC này. R là trung điểm của CD này. K là trung điểm của DB. Cho bốn mặt
tứ diễn đều, đều là tám giác đều nên ta có. AI, em để ý nha. AI thì vuông góc với BC này. DI thì vuông góc với BC này, giống như ai lúc này nè. Từ đây chúng ta suy ra là BC nó vuông góc với cái mặt phẳng phẳng này. Thầy tô màu cho các em để ý một tí. Thầy điền góc vuông luôn. Vuông góc 1. Vuông góc 2 này. Nối trung điểm của cạnh đáy với đỉnh của một tam giác đều thì bao giờ đó cũng là đứng cao. Vậy thì từ đây chúng ta suy ra điều gì cả? BC vuông góc về mặt phẳng tô màu này thì BC sẽ vuông góc về AD, đúng không? Chúng ta nói AD thì nằm trong mặt phẳng AID. Nói chỗ này thì hơi thưa một tí nhưng mà cho nó chặt. Cho nên từ đấy chúng ta suy ra là BC vuông góc với AD. Các em biết BC vuông góc với AID thì các em suy ra điều cuối cùng cũng được. Nhưng mà chúng ta nên hiểu nó vuông góc với một đường nằm trong mặt. Ý thứ hai. Như vậy là chúng ta được cặp cạnh đầu tiên vuông góc này, thầy đánh dấu nha các em. Thầy đánh dấu một tí. Cặp thứ nhất vuông góc này, rồi bây giờ chúng ta chứng minh tiếp cặp thứ hai. Cặp thứ hai thì chọn cặp nào đây? Ta có ari cái này vuông góc với cd này và bri thì vuông góc cd này, chúng ta điền góc vuông vào. Cho nên chúng ta sẽ suy ra là DG sẽ vuông góc với mặt phẳng là AGB. Vuông góc mặt phẳng AGB. Chúng ta trình bày tiếp. Suy ra CD vuông góc với mặt phẳng ABR. Mà AB thì nằm trong mặt phẳng ABR. Cho nên suy ra là CD vuông góc với AB, chúng ta được cặp cạnh thứ hai vuông góc. Thế đánh dấu để các em nhớ cái, các em nhớ là trong tứ diễn đều thì có những cái tính chất như vậy. Đây là rồi. Bây giờ còn cặp cạnh thứ ba nữa thì lập luận tương tự thôi các. Ta có AK vuông góc với BD và ta có CK cũng vuông góc BD. Chúng ta điền góc vuông vào. Cho nên là từ đây suy ra BD vuông góc với mặt nào các em? BD vuông góc với mặt phẳng ACK thì tô màu thì các em nhé. Mà AC lại nằm trong cái mặt phẳng AKC. Cho nên suy ra là BD vuông góc với được thẳng AC. Vậy chúng ta chứng minh sau. Thầy đánh dấu một tí các cạnh vuông góc. Ba mũi tên này các em nhé.
Như vậy thì các em thấy trong tự nhiên đều có một cái tính chất mà trong bài toán này nêu, đó là các cạnh đối của tự nhiên đều thì vuông góc với nhau. Các em cần nhớ tính chất này. Bây giờ thầy xoay lại hình để các em quan sát này. Rõ ràng. Trong hình này hình như thầy bị lỗi một cạnh. Cạnh này đáng lẽ là nó khuất. Nó khuất rồi. Các em thấy ba mặt đó. Chúng ta nhìn trên này xuống một tí này. Thì chúng ta thấy ba mặt. Các em thấy không? Đó. Ba mặt. Đó, ba mặt các em. Bây giờ sang câu B, gọi R là tâm đáy. Tâm đáy của tam giác đều là tâm của đường tròn nội tiếp ngoại tiếp, hay nói cách khác chúng ta hay dùng đó là trọng tâm của tam giác. Thế thì chứng minh AR nó vuông góc với mặt phẳng BCD. Bây giờ để chứng minh AR vuông góc với mặt phẳng BCD thì chúng ta phải chứng minh AR vuông góc với hai đường nằm trong mặt bất kỳ. Đó. Hai đường này có chưa các em? Có rồi. Lúc này chúng ta có BC vuông góc với mặt này này. Đúng không? AID. Cho nên BC vuông góc với AR là bởi vì AR nằm ở trong đó. Rồi lúc này chúng ta cũng chứng minh được là CD vuông góc với mặt phẳng tô màu đây. Tức là mặt phẳng ABR. Thì suy ra là DC cũng vuông góc với AR nằm trong đó. Vậy thì chúng ta nói ngược lại là AR vuông góc với hai đường cắt nhau đây này. Thì AR vuông góc với mặt phẳng đáy. Bây giờ chúng ta trình bày. Câu B. Theo trên thì BC vuông góc với mặt phẳng AID. Đúng nào? BC vuông góc với mặt phẳng AID này. Mà AR lại nằm trong mặt phẳng AID. Cho nên BC vuông góc với AR. Mệnh đề thứ nhất. Và ta cũng có là CD vuông góc với mặt phẳng ABR. Mà AR là nằm trong mặt phẳng này. Cho nên suy ra là CD vuông góc với AR là 2. Từ 1 và 2 chúng ta thấy AR vuông góc với mặt phẳng đi qua 3 điểm này. BC, D là điểm này. Vậy chúng ta kết thúc chứng minh. Đây là cái điều mà các em cần phải nhớ trong tự nhiên đều. Mặc dù nó là một bài tập. Nhưng mà sau này chúng ta xem những cái kiến thức mà hôm nay chúng ta làm. Đó là những giả thiết để chúng ta đi giải những cái bài toán liên quan đến tự nhiên đều. Bây giờ thầy sang bài tiếp theo. Bài cuối cùng buổi học hôm nay các em. Bài số 6. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thăng vuông tại A và B. A vuông góc với đáy. À, như vậy là còn thêm này. SA vuông góc với đáy. AD bằng 2A. AB bằng BC bằng A. Chúng ta dừng lại đây. Để chúng ta vẽ hình được cái đáy em. À, thêm một tí nữa. Gọi ý là trung điểm của AD. Rồi chúng ta dừng ở đây để chúng ta vẽ hình. Kém để ý cho thầy là đáy là hình thang vuông tại A và B. Thế thì kém sẽ để ý. AD là một cạnh đáy bằng 2A. Đúng không? AD rồi. Rồi BC là cạnh đáy thứ hai bằng A. Như vậy là hai cạnh đáy này là nó song song với nhau. Và có độ dài cạnh đáy lớn gấp đôi độ dài cạnh đáy nhỏ. Thì trong phép chiếu song song và bảo toàn tỷ số độ dài của nó thẳng. Cho nên khi vẽ các em cần lưu ý cho thầy. Bây giờ thầy vẽ này. Cạnh đáy BC bằng một nửa đôi dài cạnh đáy AD thôi. Y là trung điểm em. Có nghĩa là chúng ta có là BC này, chúng ta vẽ bằng AI rồi bằng ID luôn. Em lưu ý điều này nhé. Rồi bây giờ chúng ta vẽ tiếp, chúng ta nối lại để được hình thang thỏa yêu cầu bài toán. Và dĩ nhiên là trong này thì có là AB nó bằng BC được em này. AB bằng BC bằng A này. AD bằng 2A thì AI bằng A này, ID bằng A này. Bây giờ chúng ta vẽ tiếp hình. Vẽ SA nó vuông góc với
với mặt phẳng. Đấy, thì cái đá này song song với cái lấy giấy đó. Chúng ta vẽ các cái cạnh bên còn lại. Thầy nói CI, bởi vì có chứng minh CI vuông góc với SD. Thầy nói AC lại, bởi vì nó liên quan đến câu là chứng minh là CD vuông góc với SC. À, bây giờ thầy giải thích cho các em này. SA vuông góc với đáy, thì chúng ta có SA vuông góc với AB và AD này. Chúng ta có hai cái ký hiệu vuông này. Đáy là hình thang vuông tại A và B, chúng ta có hai con vuông tiếp này. Rồi thầy lấy Y là trung điểm của AD, thì tại sao thầy D có vuông đây, các em hiểu không? Bây giờ các em giải thích được cái ý này này. Đầu tiên các em thấy là BC song song và bằng AI, cho nên tứ giác ABCI này là hình bình hành, đúng nào? Hình bình hành này. Bây giờ các em để ý là AI và AB này nó bằng nhau bằng BC bằng A. Thôi thôi mình nói hai cạnh bằng nhau thôi này, cạnh này. Hình bình hành mà có hai cạnh liên tiếp bằng nhau là gì các em? Hình thoi. Mà hình thoi mà có thêm một cột vuông nữa là hình vuông. Cho nên cái tứ giác ABCI là hình vuông. Thì bây giờ thầy xoay hình để các em quan sát thế nhá. Các em thấy mọi vị trí quay thì AD là bao giờ cũng có độ dài gấp đôi BC. Vì phép chiếu song song nó bảo toàn tỷ số của hai đoạn thẳng song song với nhau. Bây giờ chúng ta điền các cái đoạn thẳng bằng nhau kìa nè. Cảm thấy là các đoạn thẳng bằng nhau thì điền nè. Như vậy là chúng ta khai thác hình xong rồi. Thì bây giờ chúng ta vào giải thôi. Chứng minh CI vuông góc với SD. Các em muốn chứng minh CI vuông góc với SD. Thì các em phải đi chứng minh CI vuông góc với một mặt phẳng chữ SD. Đó là các em phải chứng minh CI vuông góc với mặt phẳng SAD. Có chữ SD cho nên nó sẽ vuông góc với SD. Vì Y là trung điểm của AD. Thầy hướng dẫn các em rồi đó. Từ từ đây chúng ta suy ra là AI thì bằng ID và bằng A. Sẽ tứ giác AB CI đấy các em này. Các em để ý cái tứ giác này giùm thầy một tí này. Tứ giác này là cái trung tâm của cái bài này. Nếu các em không phát hiện được đây là hình vuông thì chắc chắn các em sẽ gặp nhiều rắc rối trong những bài toán cho kiểu này. Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau cho nên nó hình bình hành. AI bằng BC này và AI song song với BC nó thuộc, vì nó thuộc hai cái cạnh đáy của hình thang. Hình bình hành là kém nha. Người ta lại có là AI thì bằng BC và có AI bằng BC kém. Thì suy ra cái tứ giác này là hình thoi, thêm góc vuông nữa thì nó là hình vuông, cho nên thầy viết gộp luôn. AI bằng BC và góc BAI này, góc này này, 90 độ, thì nó là hình vuông. Như vậy chúng ta suy ra cho nhanh một tí, khỏi thông qua hình thoi. Từ đây chúng ta suy ra là CI nó sẽ vuông góc với AD, đúng không em? CI vuông góc với AI, cho nên kéo theo là CI nó vuông góc với AD đó. Mặt khác, ta lại có SA nó vuông góc với đáy. Cho nên suy ra SA nó sẽ vuông góc với CI. Vậy từ hai điều này thì chúng ta thấy CI nó vuông góc với mặt phẳng SAD. CI vuông góc mặt này. CI vuông góc mặt này thì CI sẽ vuông góc với SD thôi. Vì SD nằm trong đó. Ta nói ý này một tí.
Do SD thì nằm trong mặt phẳng SAD, cho nên CI cũng góc SD. Ý thứ nhất chúng ta xong được em nhé. Câu B là chúng ta chứng minh là CD nó vuông góc với SC. Câu này có nhiều cách chứng minh lắm. Bây giờ các em để ý cho thầy một tí. Cái tam giác ACD này này có đường trung tuyến là đường CI, mà vì tứ giác này là hình vuông cho nên CI bằng IA bằng ID. Mà CI bằng IA bằng ID thì chúng ta suy ra được điều gì các em? Thì góc ACD này bằng 90 độ. Em thấy chưa? Mà các em để ý cho thầy một tí nữa. AC này là hình chiếu của đường xiên, SC nằm trên đáy, mà hình chiếu vuông góc cho nên đường xiên nó vuông góc. Chúng ta chứng minh dựa vào định lý ba đường vuông góc. Hình chiếu vuông góc với hình chiếu AC vuông góc với CD thì sẽ suy ra đường xiên SC sẽ vuông góc với CD. Thì sẽ hình cho các em quan sát tí. Các em thấy nhá. Để cái nó nhầm lần. Thì như vậy chúng ta chứng minh xong rồi. À, cái đường này thầy bỏ đi. Cái đường này bỏ đi các em nhá. Đường này thầy làm nó bị nhầm rồi. Đường đó không cần thiết. Tôi bỏ. Bây giờ chúng ta trình bày thôi. Câu B. Sẽ tam giác ACD có CI là trung tuyến và có CI bằng IA bằng ID. Cho nên suy ra cái góc ACD này là bằng một vuông. Các em nhớ là trong một tam giác mà đường trung tuyến bằng nửa cạnh của cái tam giác đó, đi qua cái trung điểm của cái tam, đi đường trung tuyến thì đi qua cái trung điểm của một cạnh của tam giác, thì cái tam giác đó là tam giác vuông. Hay nói cái khác, các em nhớ cái mảnh đề thuần thế này này, trong tam giác vuông thì đường trung tuyến thì bằng nửa cạnh duyên. Bây giờ mình có mảnh đề đảo thế này, nếu trong một tam giác có một đường trung tuyến bằng mà trung điểm của nó là chia đôi cái cạnh, một cạnh của tam giác và bằng một nửa cạnh tam giác đó, thì cái tam giác đó là tam giác vuông, vuông tại cái đỉnh mà chúng ta đi vẽ cái đường trục tuyến đó. Thì mô tả như vậy cho các em dễ hiểu, chúng ta không nói cho nó khó hiểu bằng cái những cái ngôn từ chặt chẽ của toán học. Mình chỉ nói như vậy là nó dễ hiểu thôi, chứ không có gì khó khăn cả. Rồi, chúng ta nói tiếp. Ta lại có AC là hình chiếu của đường xiên SC trên đáy ABCD. Cái chỗ này các em lưu ý này. AC là hình chiếu của đường xiên trên mặt phẳng. Không phải là đường xiên trên mặt phẳng đâu. Mà muốn nói đến AC này là nằm trên mặt phẳng. Cho nên cái cụm từ này các em lưu ý nhé. AC là hình chiếu. Các em ghi trên mặt phẳng ABCD cũng được, mà các em ghi là AC là hình chiếu của đường xiên SC trên mặt phẳng ABCD thì phải hiểu là AC nằm trên mặt phẳng ABCD. Thế thì theo định lý ba đường vuông góc, hình chiếu vuông góc thì đường xiên vuông góc, chúng ta kết thúc chứng minh. Bây giờ sang câu thứ ba này, cái câu này các em cũng hay gặp trong cả cái đề thi này. Câu C là chứng minh là gì? Chứng minh các mặt bên của hình tròn là tam giác vuông. Mặt bên này, tức là tam giác SAD là phải tam giác vuông, tam giác SAB là tam giác vuông, tam giác SBC là tam giác vuông, tam giác SCD cũng là tam giác vuông. Thì các em để ý điều này, để ý cái điều này. Những cái bài tập nó liên quan đến những tam giác vuông đó là cho một hình chóp có đáy là hình vuông hoặc hình chữ nhật, rồi có SA vuông góc với đáy thì những hình chóp đó cũng có các mặt
bên đều là tam giác vuông. Còn trong trường hợp này rất đặc biệt kém nhé, rất đặc biệt. Hình tháng này rất đặc biệt. Khi có hình vuông này thì khi đó nó mới có các mặt bên là tam giác vuông. Còn không có hình ảnh vuông thì các mặt bên có thể có một mặt, đó là mặt SCD, không phải là hình vuông, không phải là tam giác vuông. Bây giờ chúng ta tiếp tục trình bày chỗ này. Trước hết chúng ta nói cái tam giác mà có SA vuông góc với đáy trước. SA vuông góc với đáy thì chắc chắn SA vuông góc với AB này, vuông góc với AD. Cho nên hai cái tam giác này là hai tam giác vuông TA. Ta kết thúc ý thứ nhất. Bây giờ nói đến tam giác SBC. Nó vuông tại đâu? Theo các em là vuông tại đâu các em? Vuông tại B này. Hình chiếu vuông góc các em này. Thì đường xiên vuông góc này. Thế vẽ. Một vuông. À, các em thấy ha? Một vuông tại đây. Thế kéo ra một tí các em thấy nó vuông này. Các em thấy vuông này. Chỗ này chúng ta sử dụng định lý ba đường vuông góc các em. À, chúng ta nói cái tam giác SCD trước. Tam giác SCD thì vuông tại C. À, chúng ta chứng minh ở câu B rồi. Bây giờ chúng ta nói ý cuối này. Đây là có AB này. Là hình chiếu của đường xiên SB ở trên đáy ABCD. Mà ta có BC thì vuông góc với AB. Là do đây là hình thẳng vuông tại B. Cho nên suy ra là BC nó vuông góc với B. À, từ đây chúng ta kết luận là cái tam giác SBC vuông tại B thì mới vẽ xong. Như vậy là chúng ta chứng minh xong rồi các mặt của hình tròn, các mặt bên của hình tròn là các tam giác vuông. Như vậy chúng ta kết thúc video hôm nay thì dừng ở đây. Hôm sau chúng ta sang cái dạng thứ ba là dạng thiết diện, kiến thức cơ bản để xác định một thiết diện có 5 vấn đề mà chúng ta cần phải nắm. Thì được thể hiện hình ở bên trái bên phải. Trong đó có một cái phần liên quan đến định lý Thales. Rồi có một cái phần nữa đó là liên quan đến tính chất tỷ lệ thức. Đây là hai cái phần mà các em cần phải nắm trong quá trình xác định thiết diện và tính toán cái thiết diện đó. À, như vậy là video hôm nay dừng ở đây các em. Các em thấy hay bổ ích thì các em đăng ký kênh và bấm chuông để chúng ta tiếp tục theo dõi cái bài học của thầy. Giới thiệu cho bạn bè cũng biết để vào học. Cuối cùng thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.